dần núi hùng vĩ nhất của miền Bắc Trung Bộ nằm sát bờ biển. Ở khu vực núi Chúa thì các bạn có thể thấy một cái con đường ven biển, không những con đường đẹp nhất của miền Trung, đẹp nhất Việt Nam, con đường ven biển đẹp nhất của Việt Nam. Con đường này chạy từ vùng Cam Ranh qua khu vực bờ biển Bình Thuận, rồi đi vào vịnh Vịnh Huy, vào bãi biển Nhân Trạch, chạy dọc bờ biển vào bãi biển Ninh Thuận, cuối cùng là điểm cuối cùng là Cà Mau. Đây là các nhà bè, người hào và cả loài hải sản khác của trên biển. Chiều nếu như các bạn ra đây ăn tối thì các bạn sẽ được đi thuyền Nhật Ký, đi thuyền Nhật Ký ra đây ăn tối.
Đúng rồi, đánh nó, đúng rồi, có phim, không có phim mà.